Hani Vũ xin kính chào tất cả các bạn. Trên kệ của mình hôm nay là một cái dàn máy nghe nhạc của Sony được thiết kế với cái hậu rất là gọn. Chúng ta có thể tiện đặt trên kệ làm việc, bàn làm việc, kệ sách, kệ tivi. Trong những cái phòng diện tích dưới 20 mét vuông, phòng kín như các bạn. Âm thanh dòng này nghe rất là trong. Nghe rất trong, dù Sony thiên về bass nhưng dòng này lại nghe rất là trong. Nghe nhạc trữ tình, hòa tấu thì rất là hay. Được thiết kế dạng đĩa nút như trên đầu xe hơi. Đây. Rất là êm ái. CD đọc tốt không kén đĩa nha các bạn. Và kết nối cổng điện thoại AUX 3.5. Đó, 10 bài 58 phút. Còn bên này là cổng iPhone 4, iPod, vân vân. Nếu các bạn nào còn sử dụng thì rất là tiện. Đây, chúng ta có thể tách rời nó ra. Thật sự nó là một cái loa rời hai đường tiếng dạng bầu phát xéo cạnh. Đây, chúng ta có thể đập rộng ra, cũng có thể là đặt sát với nhau cho nó gọn. Đấy. Và ở phía sau mỗi cái loa đều có cái bát này nha, chúng ta có thể bắt lên tường, bắt lên tường như vậy. Và cả cái thân máy cũng vậy luôn. Đây, cái thân máy nè có hai cái bát hai bên nè, chúng ta có thể móc lên. Khi mà móc lên chúng ta có thể mở cái hộp này ra được. Đây, cái dàn máy nó được tính toán rất là kỹ lưỡng rồi. Đây là cái chân đế, có thể gắn vào và mở ra. Đang làm cái một tay em mình gắn cái chân đế nó lại. Chúng ta thử ngay vào cái phần nghe đĩa nha, CD chỉnh được bass chép trên điều khiển rất là tiện lợi. Đặt trên một kệ sắt mỏng. Play CD. Dàn máy Sony CX4 này được sản xuất năm 2010. Với cái công nghệ này nó có đây này, DSGX này. Ôi lên, nãy giờ chúng ta chưa có mở nó lên nha. Đây là một cái dạng công nghệ của Sony. Khi chúng ta nghe nhỏ có thể bật nó lên thì nghe rất là đầy, đầy tiếng bass. Tiếng chép nghe rất là sáng. Một cái dạng giống như là loud net vậy. Nó được thiết kế trong những cái mức âm lượng nhỏ, nghe rất là hay. Nếu mà chúng ta muốn bật lớn lên và nghe nó thì chúng ta hãy giảm một phần âm lượng lại, vì nó sẽ tăng cái phần âm lượng nó rất nhiều.
rất là cao. Qua bài số 2. Mình sẽ giới thiệu đây, cái đây là một cục adapter zin của cái dàn máy này, 19.5V, một cái volt rất là lẻ. Nếu mà chúng ta rất là khó kiếm được một cục nguồn không phải đúng là của Sony, mức 19.5V và cho cái mức ampere tới 6.15 ampere, lượng mức ampere là rất là lớn nha các bạn, rất là nặng, nặng hơn cả một cái adapter của một cái laptop hay là một cái nguồn zin của nó. Nó chạy từ điện 100 tới 240 nên chúng ta không cần phải dùng biến áp nữa. Đây là một cục adapter 19.5V zin của dòng Sony này. Rồi chúng ta lấy đĩa ra. Eject. Đây, rất là nhẹ nhàng, đĩa nút không có chiếm diện tích nhiều. Và chúng ta nghe tới một cái bài nhạc. Đây. Guitar vô thường. Chuyển cổng function. À, nhân tiện xin giới thiệu các bạn tuner FM nghe được full 108 nha, full 108 đài Việt Nam. Audio in cổng 3.5 trực tiếp. Live in 3.5. Chiều cao là 26 cm.